Nguyên Ngọc xin được mến chào tất cả quý vị đến với chuyên mục Khám phá những vùng đất và con người. Quý vị thân mến, thi sĩ Hoàng Than trong bài thơ Quảng Ngãi quê tôi có viết rằng: giữa miền Trung mưa dầm nắng dãi, đất Quảng Ngãi vẫn mãi tươi sinh, một vùng nhân kiệt địa linh, quê hương tôi đấy chung chinh nghĩa tình. Ai về Quảng Ngãi làm sao quên vị muối sa huỳnh mặn mặn thanh thanh, đảo Lý Sơn hoang sơ trong nắng, tiếng sóng hát đêm ngày của cổ lũy cô thôn, vẻ thơ mộng của sông Trà hay nụ cười chất phác, dáng vẻ cần cù, cách đối nhân ngay thẳng nhưng hiếu nghĩa trọng tình của người dân xứ ấy. Đi qua bao năm tháng khó khăn thăng trầm, người dân sông Trà vẫn luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Dù cuộc sống này đã cải thiện hơn, nhưng những vất vả, gian nan đối với nhiều người vẫn còn đó. Vậy nên, khi Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền đến đây đã giúp rất nhiều người tìm thấy niềm vui, niềm hy vọng và động lực mới trong cuộc sống. Nếu như mà mình không gặp Đại Pháp thì có thể là giờ này nó đi theo một cái tình huống khác rồi. Vì lúc bị bệnh thận là mình rất là tuyệt vọng. Các cái bệnh tật trong con cơ thể của tôi là giống như không có cánh mà nó bay đi đâu mất. Tôi thấy nó kỳ diệu quá. Thì em thấy là cuộc sống của em cảm thấy là rất là bình an nhiên tự tại. Sự thay đổi về tâm tính mình thấy nó rất là hay. Có nghĩa là mình có thể nhận ra được những cái sai lầm của mình ngay lúc khác và mình có thể thay đổi mạnh mẽ. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thiền định thường thừa của Phật gia, bao gồm 5 bài công pháp và các bài giảng tu luyện tâm tính. Trong hơn 30 năm khai truyền, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người trên thế giới nói chung và nhiều người dân Quảng Ngãi nói riêng đạt được những lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần. Bệnh thận thì không có chết liền, nhưng mà theo Tây y mình tìm hiểu thì nó sẽ chuyển giai đoạn, nó xấu dần rồi bắt đầu là phải chạy thận, rồi sẽ là tốn rất nhiều chi phí. Thì lúc đó là mình bi quan, mình mất ý chí và tinh thần, dẫn đến là người nó sa sút, nó rất là ốm luôn. Thì Pháp Luân Đại Pháp là giúp mình cải thiện mình tinh thần nữa, thì cái tinh thần mình nó tốt lên, rồi rèn luyện các bài công pháp, rồi mình thay đổi cái tâm tính đó, thì bệnh nó khỏi. Thì sau 2 tháng thì tôi thấy tôi không còn bị mất ngủ, nằm xuống chỉ cần 1-2 phút thôi là tôi ngủ ngon từ đầu hôm đến sáng. Rồi tôi cái bệnh mà thoát vị địa đệm cổ của tôi là tôi khổ sở lắm, mà bây giờ nghiêng qua nghiêng lại một cách rất là thoải mái, không có một cái gì gọi là đau đớn nữa. Trước đây chị chưa tu luyện là chị yếu lắm, chị đau nhất là cái bệnh chóng mặt của chị là hàng tháng. Đi đợi bệnh viện là uống nhiều loại thuốc lắm, nhưng mà họ chuẩn cũng đoán đúng bệnh mình. Xong khi cái chị được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công mình thì chị học, thì mấy năm đi chị cũng thấy loài bệnh chị mà một lần chị đứng bài hái là nước mắt chị nó chạy lận. Vì chị nghĩ là bây giờ chị khỏe đó. Chị cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại lực sư liệu chị đã giúp chị. Chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, chú trọng tu luyện tâm tính, những người tập Pháp Luân Công luôn tự ước thúc bản thân để buông bỏ những thói hư tật xấu, tu tâm, hướng thiện để trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Do hồi ngày xưa là tôi rất là nóng tính và hay hờn trách, hay hờn giận. Điển hình như là tôi với ông xã tôi, hai người đều hai quan điểm khác nhau. Và tôi và anh ấy cứ cãi nhau hoài. Và sau những tháng tu tập thì tôi cảm thấy là tôi nhẫn được hơn và bớt nóng giận hơn và dung hòa hơn trong gia đình, trong cuộc sống. Và có cảm giác là sẽ yêu thương hơn, yêu thương con người hơn là hờn trách. Tôi vốn là giáo viên văn của bậc phổ thông trung học. Và khi mà được đào tạo trong trường thì có thể nói là rất là ảnh hưởng cái tư tưởng là hạnh phúc là đấu tranh, cho nên tâm tranh đấu của tôi rất là mãnh liệt, khiến cho gia đình bất hòa. Nhưng mà từ lúc mà tôi bắt đầu tu luyện thì tôi đã hiểu được pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp,
là chân thiện nhẫn, tôi thực hiện chữ nhẫn cũng rất là nghiêm túc, cho nên gia đình của tôi cũng hạnh phúc và nói chung là tốt đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Tận sâu trong mỗi người, muôn kiếp đều mang theo những câu hỏi nhân sinh chưa có lời giải đáp. Nhưng họ đã tìm thấy tất cả câu trả lời rõ ràng từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không có khổ, không có đau, bệnh, tật hay gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy giống như là mình đang tìm kiếm một cái gì đó, mình vẫn là chưa vui với cuộc sống này. Cho nên từ ngày tôi biết tới Đại Pháp thì tôi an phận hơn. Tôi không có còn là phải đặt cho mình quá cao. Chẳng hạn như là tôi không có phải là muốn là luôn luôn là mình nghĩ là mình phải phấn đấu, phải tranh giành mọi việc để cho mình hơn thua với đời. Và mình có thể là nhường nhịn và chia sẻ cho mọi người. Thì có rất nhiều câu hỏi mình không thể hiểu được. Từ khi mà mình đắc pháp, mình hiểu được có nguồn gốc con người là vì sao có khổ. Chính cuốn sách Chuyện Pháp Luân để cho mình biết được những cái điều đó, thì giúp cho cái tâm của mình nó trở nên nó an hòa hơn, nó trộm cũng thấy nó tốt đẹp hơn. Thì một cái điều mà khiến cho tôi rất là xúc động đó là cái pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp nằm ở ba chữ chân thiện nhẫn, bởi vì nó giúp cho mối quan hệ giữa người và người được thân thiện và cái đẹp sự sống nhờ đó mà sinh sôi nảy nở phát triển. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí đã công bố bài viết Vì sao có nhân loại? Bài viết chứa nhiều thiên cơ này, lần đầu tiên công bố đến thế nhân, cũng là lời giải đáp tỏ tường cho những câu hỏi nhân sinh trong tâm thức mỗi người về nguồn gốc vũ trụ, tam giới và con người. Bài viết Vì sao có nhân loại của sư phụ Lý Hồng Chí đưa ra là tôi rất là chấn động. Và tôi nghĩ đó là một thiên cơ mà Đại sư sư phụ Lý Hồng Chí đã tiết lộ cho con người rằng là chúng ta là tự do thần Phật tạo ra. Bài viết của Đại sư Lý Hồng Chí cũng chỉ ra rằng vũ trụ đang đi đến giai đoạn cuối của thành, trụ, hoại, diệt. Nhân loại đang trải qua những kiếp nạn, thiên tai, dịch bệnh, loạn tượng khắp nơi. Vậy, đâu là lối thoát cho con người trước những đại nạn này? Trong cái giai đoạn mà rất là lịch sử này, thì cái bài viết là Vì sao có nhân loại là một sự tự bi rất là lớn đối với con người, cấp cho con người một cái lần cơ hội nữa để chuyển qua kỷ nguyên mới. Thì con người là, trong bài viết này, đại sư cũng chỉ rõ là con người phải nên là tín thần, phải kính ngưỡng thần trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn, dù có gì đi nữa thì cũng phải bảo trì cái thiện niệm, phải là luôn nhớ đến thần Phật. Vì lần đầu tiên, nghĩa là 30 năm Đại Pháp được hồng truyền, sư phụ công bố trước toàn nhân loại, chúng sinh trên toàn thế giới, bởi vì nhân loại đang đối diện với những cái nguy hiểm, và có thể nói là đây là thiên ca đã được tiết lộ trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt, cho nên cũng mong là mọi người đọc, tất cả chúng sinh đều được đọc để có một cái con đường cho tương lai tươi sáng của mình. Vâng, quý vị thân mến, ngày càng nhiều người dân Quảng Ngãi trân trọng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp vì nhận được sự tốt đẹp từ pháp môn này. Những người may mắn đắc độ Đại Pháp mỗi ngày tu tâm, trọng đức, hướng thiện, quy chính bản thân theo chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt hơn nữa trong cuộc sống này. Họ như những đóa hoa sen thanh khiết trên dòng sông Trà, tỏa hương thơm ngát, tô điểm và tiếp thêm sức sống mới cho dải đất quê hương của Thiên Ấn Niêm Hà, vốn mang truyền thống hướng Phật ấy ngày càng thuần tịnh và thanh cao hơn nữa.